Thưa quý vị và các bạn, kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trên 40.000 hecta diện tích đất rừng, nâng độ che phủ lên hơn 60%. Công tác trồng rừng trong những năm qua đã cho thấy đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách được triển khai quyết liệt trước những thách thức về biến đổi khí hậu. Phát triển rừng, nhiều hộ gia đình ở các địa phương có cơ hội thoát nghèo thay vì phát nương làm rẫy theo lối tư duy cũ. Kết quả công tác trồng rừng đã và đang cụ thể hóa việc làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trồng cây gây rừng và khẳng định chân lý từ những lời dạy của người lúc sinh thời. Mùa xuân năm 1960, Bác Hồ khởi xướng Tết trồng cây với lời phát động mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ đó tới nay, cứ mỗi độ xuân về, từ thành thị đến nông thôn, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang cùng với nhân dân cả nước lại nô nức thực hiện Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Tết trồng cây mở đầu cho năm sản xuất mới, tạo ra phong trào trồng cây gây rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng sâu rộng, đem lại những lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường. Sau mỗi Tết trồng cây, trên đất nước và ở mỗi địa phương có thêm hàng trăm triệu cây xanh mang lại lợi ích nhiều mặt, góp phần điều hòa khí hậu và tô đẹp cảnh quan thiên nhiên. Đáng ghi nhận, việc trồng cây mỗi dịp Tết đến xuân về không còn là phong trào mang tính hình thức mà đã thực sự trở thành ý thức tự giác, là trách nhiệm và là công việc của mỗi người dân. Hàng năm thôn bản cũng làm công tác tuyên truyền cho bà con, làm công tác Tết trồng cây, bà con cũng tham gia hưởng tích cực hưởng ứng. Được cái là trong mấy năm gần đây thì được bà con cũng là tham gia mấy Tết trồng cây, cũng phủ được nhiều cái đồi núi trọc, cũng tăng thêm cái diện tích rừng và cũng tăng thu nhập cho bà con dân. Riêng bản thân tôi đấy, về cái lợi ích của trồng rừng ấy thì nó mang cái nhiều nhất lợi ích. Thứ nhất là nó là cái chống cái xói mòn, chống cái lũ lụt, như là chống cái biến đổi khí hậu, tức là vận động bà con nhân dân trồng thật nhiều ạ. Không dừng lại ở mỗi độ Tết đến xuân về, công tác trồng rừng trở thành công việc thường xuyên với những tín hiệu đáng mừng mang lại cho người dân. Trong đó, phát triển kinh tế rừng đang là hướng đi hiệu quả trong công tác giảm nghèo của nhiều địa phương. Ở Yên Thành, một trong những xã có diện tích đất tự nhiên tương đối lớn của huyện Quang Bình cũng đang chú trọng đến công tác trồng rừng kinh tế. Nhiều cách làm hay được thực hiện đã làm thay đổi lối tư duy cũ của người dân về phát nương làm rẫy. Gia đình chị Hoàng Thị Long, thôn Yên Thượng tham gia trồng rừng theo dự án 661 từ năm 2005. Năm 2006, gia đình chị đã trồng 4 hectare cây keo. Qua một thời gian chăm sóc, vườn rừng của gia đình chị phát triển tốt. Vậy là trên mảnh đất mà trước đây chị chỉ trồng sắn, trồng ngô, giờ đã bắt đầu đem lại nguồn lợi. Với diện tích keo đang thu hoạch theo phương pháp cắt tỉa, gia đình chị đã có nguồn thu khoảng 40 triệu đồng, điều mà cách đây chục năm về trước, chị chưa từng nghĩ tới. Mấy năm nay gia đình tôi trồng rừng thấy hiệu quả rất là cao. Năm nay gia đình tôi lại mở rộng thêm diện tích trồng rừng. Những diễn biến phức tạp của khí hậu, thời tiết, thiên tai xảy ra những năm gần đây trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng gây thiệt hại to lớn về nhiều mặt cho đời sống, dân sinh, có nguyên nhân từ nạn phá rừng làm suy giảm diện tích cây xanh, tàn phá môi trường sinh thái. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cấp bách là phải tổ chức trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát động và tổ chức Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng hàng năm là dịp để các địa phương, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay cây có giá trị kinh tế thấp bằng các loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, hình thành các vùng trồng rừng sản xuất theo chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Những năm qua, các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích ý nghĩa của công tác trồng cây và bảo vệ phát triển rừng. Đặc biệt, việc ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển rừng sản xuất đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có hỗ trợ tiền cây giống, hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình trồng rừng. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao vốn trồng rừng cho các huyện, thành phố với số tiền gần 60 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng rừng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh đầu tư, thâm canh trong trồng rừng. Do vậy, nhiều tiến bộ trong sản xuất lâm nghiệp được ứng dụng, cơ cấu cây lâm nghiệp được chuyển đổi theo hướng tích cực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, do đó giảm nghèo, người dân thêm tin tưởng, yên tâm, gắn bó với nghề rừng.
Để làm được cái việc này thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền gắn với cả các cái hoạt động của các cái tổ chức đoàn thể như là hội phụ nữ, rồi là ban tuyên giáo, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, cũng là gắn với cái việc là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã triển khai cái việc là tuyên truyền một cách là rộng khắp trên các cái giới hội. Thứ nhất là thông qua các cái tổ chức đoàn thể và đặc biệt là các cái tài liệu tuyên truyền thì chúng tôi đóng thành quyển, thành tập và phát cho các đồng chí trưởng thôn, rồi là lãnh đạo xã, ban chỉ đạo của huyện để thực hiện cái chương trình trồng rừng. Ngoài ra ấy, thì để làm tốt cái chương trình trồng rừng này ấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp chỉ đạo rất là cụ thể. Đó là cái việc mà tổ chức họp thôn, cũng như là cái việc mà nghiệm thu để thanh toán cái tiền cho nhân dân để theo cái chính sách hỗ trợ, rồi vận dụng linh hoạt cái cơ chế hỗ trợ cây giống, ví dụ như là ứng trước nguồn vốn để cho nhân dân chủ động về cây giống. Công tác tuyên truyền gắn với cái Tết trồng cây hàng năm thì cái lời dạy của Bác vẫn được ghi nhớ, thông qua đó giúp cho công tác lãnh chỉ đạo về công tác trồng rừng hàng năm của huyện được hiệu quả hơn, và cái nhận thức của nhân dân về công tác trồng rừng cũng được nâng cao, và đem lại những cái hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình cũng như là bảo vệ môi trường sinh thái. Đến hết tháng 4 năm 2015, toàn tỉnh trồng mới được gần 7.000 ha, trong đó trồng rừng lâm nghiệp xã hội được trên 6.600 ha, trồng rừng hộ lan được 7,9 ha tại các huyện Yên Minh, Quản Bạ và thực hiện trồng rừng thay thế được 25,7 ha, chuẩn bị đất trồng rừng được gần 26.000 ha. Tổng số cây giống là trên 61.000 cây, đáp ứng được 97,3% kế hoạch trồng rừng của cả năm. Công tác trồng rừng hiện nay đang được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt được mục tiêu phấn đấu trồng mới hơn 40.000 ha rừng lâm sinh khi kết thúc năm 2015. Những kết quả tích cực về công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng là biểu hiện sinh động và cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Với ngành thì chúng tôi sẽ tham mưu bằng những cái công việc rất cụ thể, đó là chuẩn bị cây giống thế nào, rồi chính sách cho trồng rừng thế nào, rồi cái tổ chức để người dân trồng rừng ra làm sao. Đây là một việc rất quan trọng mà ngành phải theo sát và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo các huyện, các ngành chức năng làm cho tốt. Vừa qua thì đã có một chính sách rất rõ ràng, đó là trồng cây lâm nghiệp xã hội và nghiệm thu cây sống, thanh toán, nhà nước hỗ trợ, ngân sách hỗ trợ 600 đồng trên cây giống, thiếu bao nhiêu thì địa phương rồi doanh nghiệp bỏ ra. Đấy là cái việc cũng khuyến khích người dân trồng rừng là tốt. Thứ hai là tất cả các thủ tục hành chính về hồ sơ thiết kế, một loạt những cái việc kèm theo thì không đặt thành vấn đề nặng nề, mà miễn là chúng ta trồng cây mà cái cây đó nó sống và để cho nó phát triển thành rừng. Đấy là cái hướng mà ngành tham mưu cho tỉnh và bây giờ đang thực hiện, dân cũng rất là đồng tình cảm. Cái việc thứ hai thì yêu cầu chỉ đạo bám sát các cái doanh nghiệp trồng rừng thay thế. Tất cả những cái việc mà phát triển về kinh tế nói chung và phát triển lâm nghiệp nói riêng, phát triển rừng nói riêng của tỉnh Đảng bộ Hà Giang thì chính là cái việc mà cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ khi lên thăm Hà Giang đã căn dặn về cái công tác trồng rừng. Cùng với thời gian, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trồng cây lúc sinh thời vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Từ những gì người trăn trở, những điều đã nói và cả những việc người đã làm tận tâm, tận lực, có thể thấy rõ rằng trước những thách thức mới của thiên nhiên, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng phải trở thành ý thức thường trực của mỗi người dân. Để cây xanh không chỉ làm cho đất nước tươi đẹp mà còn thiết thực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Biết bao cây non, nhân dân ta và chính người trực tiếp đã trồng trong những Tết trồng cây mỗi dịp đầu xuân đang trường tồn cùng thời gian, làm đẹp thêm cho làng quê, cho công viên, đường phố, để đất nước Việt Nam bốn mùa đều tươi xanh. Đối với Hà Giang, công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi người dân để bảo vệ rừng đầu nguồn, tạo kế sinh nhai cho đồng bào trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Đó cũng là nguyện vọng của người khi lên thăm và nói chuyện với đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà 54 năm về trước là đồng bào phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.